Bảo là không biết cô tiến hóa dần dần nên cốt cái cánh bay lên Ai? thì con người Ai biết? Ai biết rồi? Nhưng lúc đầu bảo cái gì? lúc đầu bảo là ngày xưa mình là con lạc đà rồi tiến hóa dần dần đến con người như thế này. Nhưng ai bảo thế? Cô cháu thì bảo là đầu tiên là con gì thì cháu cứ nhớ sao con lạc đà. Cô giáo bảo thế á? Chắc thế Cô giáo bảo là lúc đầu là mình là từ con lạc đà. chứ. Cô giáo nào? Cô giáo tên gì? Cô Thành. Cô Thành là dạy lớp mấy rồi? Bốn. Cô bảo như nào? Chị đang như Cô nào? bảo là hồi xưa mình con lạc đà tiến hóa dần dần đi như thế này. Sao bay thành như này, thành 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 đường đinh như này bây giờ hay nhỉ. Thế sao cuối cùng nếu mà tiến hóa thế thì tiến hóa mãi thì thành con gì nữa Không biết nữa. Chắc chắc trở thành đi con gì có cái có cánh với đầy con chim có cánh ấy đây con chim có cánh mình con cười tiến hóa chứ có cánh à. Cô Thanh gần lớp bảo thế. không cháu còn cái có cánh thì cháu ghi ra còn cái từ con lạc đà đến hình con người thì không thì cô Cô Thanh chết xả nhỉ, đúng không?